cây cao quá mười. Phải đi kiếm cái cây gì này, khều. Chào anh mọi người ạ. Và cái món đu đủ này thì không thể nào thiếu chanh được. Đây, trái to. Chanh này mình trồng từ hồi 2015. Chanh này là chanh ướm hạt mọi người ơi, chứ không phải là chanh ghép. Ok. Có rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đây. Đủ bơ. Thấy không? Ok.